chào tất cả mọi người đã quay lại với TJ Family Cuộc Sống Úc. Thì hôm nay là những ngày cuối năm mọi người, thì nhà mình năm nay nhà mình có chuyến du lịch tới thành phố Perth nha mọi người. Perth là thành phố của tiểu bang Tây Úc. Thì từ thành phố Sydney mà bay tới thành phố Perth là khoảng 5 tiếng mọi người. Thì hôm nay nhà mình vừa mới tới sân bay và đã check in gửi hành lý rồi. Bây giờ nhà mình đã đi vào phía trong của sân bay để chuẩn bị ra cổng và đi lên máy bay. Thì đây cả nhà đây. Cái chân nhé. Thì sân bay những ngày cuối năm này thì rất là busy mọi người. Năm nay ở thành phố Sydney thì ngày Christmas Day, ngày lễ, ngày Noel thì gặp trời mưa. Đây bây giờ nhà mình đi vào trong sân bay nội địa của thành phố Sydney đây mọi người. Nhà mình bay lúc 12:25 thì bay tới thành phố Perth của tiểu bang Tây Úc là 5 tiếng, hơn 5 tiếng một tiếng mọi người. Mà cái múi giờ ở thành phố Sydney với thành phố Perth là cách nhau 3 tiếng mọi người. Ở Perth thì chậm hơn Sydney 3 tiếng. Ví dụ như ở thành phố Sydney 10 giờ sáng thì ở Perth chỉ mới 7 giờ sáng đó mọi người. Nó kiểu như ở Việt Nam mình đó, giữa Sydney với Việt Nam mình cách nhau á. Đợt này nhà mình đi hãng máy bay Virgin Australia. Thường thường thì nhà mình hay đi hãng Jetstar kia kìa. Nhưng mà đợt này thì đi hãng Virgin Australia. Gay 40 đúng không? Hồi nãy á. Yeah, gay 40 á. Where's the pass? Where's our boarding pass? Ở cổng á, cổng 40 ba biết rồi, nãy người ta nói rồi. Thì trong chuyến đi tới thành phố Perth này thì nhà mình đã chia sẻ và khám phá thành phố Perth cùng mọi người trong những cái video trong chuyến holiday tới tiểu bang Tây Úc nha mọi người. Bây giờ nhà mình đang ở cái chỗ khu ăn uống ở trong cái sân bay nội địa của Úc này. Rất là nhiều đồ ăn ở đây mọi người. Sáng nếu mọi người đi sớm ở đây tới đây ăn uống xong rồi chuẩn bị lên máy bay cũng được. Ở thành phố Sydney mà đi Tây Úc với đi Darwin là xa nhất thôi, còn đi những tiểu bang khác thì cũng bay tiếng mấy đồng hồ mọi người, giống như đi Queensland hay là đi Adelaide hoặc là đi Tasmania bay tiếng mấy, 2 tiếng à. Chỉ có đi đi Perth với đi Darwin là xa, bay xa. Darwin là gần Việt Nam mình, ai mà ở Darwin là đi về Việt Nam mình có 4 tiếng đồng hồ mọi người. Bây giờ cả nhà đang đi kiếm cái gì ăn nè mọi người. Mẹ đâu? Ủa chơi đần đâu á? Đây bà xã đang mua donut cho mấy đứa nhỏ. Donut trên đây đần nè.
Cho nên ăn gì? Wow, nhiều donut quá nè. Jason, cho nên ăn gì? Cái donut cái hiệu này ngon lắm nha mọi người. Krispy Kreme nè. Cái này của Mỹ á. Cái hiệu này của Mỹ ngon lắm. Bây giờ mình đi ra cổng 40, 40 rồi. Đây là khu này mới mở nè, bây giờ sân bay đang còn sửa sang mọi người. Đang còn sửa sang à, con bỏ vào thùng rác đi. Chỗ này mới mở nè đúng không? Cái khu bán đồ này nè. Đi sớm. Hôm nay đi là đi giữa ngày. Đi 12 giờ trưa. Trong này có cửa hàng điện tử JB Hi-Fi nè, nếu mà mọi người cần thiếu rồi quên đem cái đồ điện tử về thì vào đây cũng có luôn. Đi vào coi đi. Bên này quên đem dép đi thì vào đây mua dép. Quên đem đồ tắm thì vào đây mua đồ tắm. 129 đô các bạn. Bây giờ nhà mình lên máy bay rồi mọi người. Thank you. Row 21, we yeah this way yeah this way. Mình ngồi ở hàng ghế 21 á, yeah go.
Hi, how are you? Thank you so much. Thank you. Hello. 21, guys. Hi. Yes. Tới sân bay ở thành phố Perth rồi mọi người. Mới tới đây thấy nóng rồi các bạn. Bây giờ ở ngoài đang 37 độ. Ở Perth thì sau Sydney 3 tiếng rồi mọi người. Tiểu bang Tây Úc. Chị Trần bị u tai chứ đừng ngáp á, như yawning. Xe rồi mọi người, thế bây giờ thì mình phải đi ra ngoài cái chỗ này để lấy xe và đi về khách sạn để check in. Khách sạn check in thì 3 giờ chiều rồi, bây giờ đã 2 giờ mấy rồi. Lái xe về khách sạn là cũng phải gần 3 giờ, hơn 3 giờ rồi. Free,
chỗ mướn xe. Sân bay ở Perth thấy cũng vắng quá, tại người ta đi chắc người ta không đi lên tiểu bang, những tiểu bang khác đi lên thành phố Sydney New Year hoàn tráng hơn. Những ngày lễ này chắc thành phố Sydney là lớn nhất. Người ta đi tiểu bang Queensland chắc nhiều. Nhà mình đi Queensland rồi, đi Adelaide, đi Nam Úc rồi, đi Melbourne rồi, Victoria rồi, bây giờ này đi đi xuống Perth, đi xuống Tây Úc, mỗi nơi đi một lần. Bây giờ phải đi ra cái chỗ mướn xe là nóng quá con nhé. Car rental là đi thẳng này hả? Đi thẳng đi. Rental ở bên kia kìa. Đi thẳng đường này nè mấy đứa, đi thẳng cái vuông đó, đi trong mái đó. Đây là sân bay phía ngoài, sân bay ở thành phố Perth nha mọi người. Đây là cái khu vực của những cái công ty cho mướn xe đây mọi người. Ở đây cũng có xe tram, xe điện nó đi từ đây về thành phố, về city nữa nè. Transfer nè. Không phải đây đâu, mà đầu kia công ty kia. Mình vừa lấy được xe rồi mọi người, bây giờ đang trên đường lái về khách sạn để check in. Hôm nay xuống đây trúng ngày nóng quá, 37 độ. Mai nó không đỡ rồi. Coi thì quá thời tiết ngày mai nó còn có 33 triệu độ. Đấy là sân vận động Optus Stadium, nó cũng nổi tiếng ở Perth. Sân vận động bên tay trái các bạn ạ. Nổi tiếng ở Perth. Nhà mình xuống phi trường và điều đầu tiên thấy ở Perth là rất là nóng các bạn nhá. Nếu các bạn mà đi du lịch thì phải nhớ mang mắt kiếng này, mũ này, kem chống nắng và những quần áo mát. Đường phố ở đây thì rất là rộng này các bạn này, thấy không? Đó. Perth rất rộng mà người thì ít mà. Rộng thanh thang. Chạy xe đã thôi. Look at all these dudes. So
basically, we get free KFC. Nhà mình đang chạy xe ở city của ở Perth đấy các bạn, mà thấy đường phố vắng nè, tại bữa nay ngày lễ đấy, có khi mọi người ở nhà và người ta đi ra biển đó, tại vì ở Perth này biển rất là đẹp các bạn, thì người ta kéo nóng quá người ta kéo nhau ra biển hết rồi, city vắng nha. New hotel in Perth. Dayden nó nói nó đi new hotel in Perth đó cô chú ạ. Dayden có mệt không? Hả? Con có mệt không? Yeah. Hot không? In here hot hả? Yeah. Lên máy bay mà nó strong quá. Dayden nó nhiều energy quá. Mẹ so tired. In Perth is so hot. We got a new car. Yeah, we have a new car. We don't keep it. Gia đình nó nói với cô chú là nó có xe mới. Yeah, nhưng mà xe này xe mướn thôi, gia đình đâu phải xe của mình đâu. Thân lắm. Mình đã tới khách sạn rồi, check in rồi mọi người. Yeah. Đây mọi người, nhà mình mới vừa ở sân bay về là vừa check in khách sạn rồi. Đây khách sạn nhà mình ở đây, mới vừa lên trên phòng, vừa lấy phòng. Bây giờ mình đi vào phòng. Có một cái phòng khách này, có tivi ở đây, có bộ sofa đây. Nhà mình book thì ở cái phòng này là có nhà bếp luôn đó mọi người. Cái này nó như là cái apartment đó, có tủ lạnh này, tủ lạnh xong rồi có bếp nấu, có máy cà phê, có microwave, máy nướng bánh mì, bên này có sinh, có máy rửa chén, tủ có chén bát rồi hết, trong này có cho mình ăn uống, có ly, có đồ hết nha. Yeah. Coi như mình nấu nướng ở đây luôn, có dao, muỗng, đĩa đầy đủ đó. Có hai phòng ngủ. Đó, đây là một phòng ngủ nè. Một phòng ngủ. Khách sạn nhìn lên view thì ngay đây, ngay bên này, bên kế bên có một cái công viên nhỏ nhỏ. Hai phòng ngủ. Bên này một phòng ngủ nữa.
đây là nhà tắm. Tắm. Có máy giặt ở đây. Yeah. Đó là sơ sơ về cái khách sạn trong chuyến đi du lịch ở thành phố Perth, nhà mình ở đó mọi người.